Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị. Đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các phi công lái máy bay chiến đấu F16C Block 52+ của Không quân Ba Lan và F35A Block 4 thuộc Không lực Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tập trận chung đáng chú ý. Trong khuôn khổ diễn tập, họ đã thực hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào những địa điểm quan trọng chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga và hạm đội ban tích của Hải quân Nga. Cuộc tập trận bao gồm việc phóng mô phỏng đối với tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa AGM-158, GASSM, cũng như tên lửa chống radar tăng tầm AGM-88E, AARGM, được thiết kế để tiêu diệt các hệ thống radar của đối phương. Thông tin trên được trang Ruskoye, Orogie đăng tải. Theo thông báo, cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh mô phỏng xảy ra tình huống tấn công hạt nhân đáp trả bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào các sân bay ở trên đất Ba Lan, buộc chiến đấu cơ phải duy trì thời gian bay dài trên không. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này, máy bay tiếp dầu chiến lược KC-135R Chato Tanker của không lực Hoa Kỳ đã được điều động để tiếp nhiên liệu cho các tiêm kích trong chuyến bay, cho phép chúng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu một cách hiệu quả. Những cuộc diễn tập như thế này thể hiện sự sẵn sàng của lực lượng không quân chung NATO trong việc tiến hành các hoạt động nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga được gọi là vùng A2, AD nằm ở khu vực Kaliningrad. Tuy nhiên cần nhấn mạnh, sự kiện vừa diễn ra thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng tăng của lực lượng không quân Ba Lan và Mỹ, cũng như mức độ nghiêm túc trong ý định của NATO nhằm đảm bảo khả năng đánh bại quân đội Nga trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo Asia Times, Kaliningrad là vùng lãnh thổ có tầm quan trọng to lớn vì nó được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO. Là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD của họ tại khu vực biển Baltic. Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp hành lang Suwalki dài 60 km, nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ tổn thương của NATO. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng thao chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng răn đe với NATO. Chuyên gia Dmitry Gorenburg nhận định, vị trí chiến lược của Kaliningrad khiến nó trở thành mối đe dọa đối với NATO và cũng là một điểm yếu đối với Nga. Kaliningrad nằm trong lòng NATO nên nếu xung đột xảy ra, việc liên minh có thể cắt đứt nó với lục địa Nga xảy ra dễ dàng hơn. Hãng thông tấn RIA mới đây dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Nga tin rằng đến thời điểm nào đó Mỹ sẽ bỏ mọi hạn chế với Ukraine về sử dụng vũ khí mà Washington cung cấp. Đại sứ Antonov nói, chính quyền Mỹ hiện tại hành xử như người đưa một tay không ra phía trước, còn tay kia cầm dao găm giấu sau lưng. Ông ví von về phát biểu gần đây của Washington rằng Kiev không được phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nói thêm, về cơ bản, họ đang đặt nền tảng cho quyết định xóa bỏ tất cả hạn chế hiện nay vào thời điểm nào đó mà không cần suy tính nhiều. Đại sứ Antonov nói, đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả việc đào tạo phi công lái tiêm kích F-16. Gần như chắc chắn Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất để chống lại chúng tôi. Điều đó sẽ xảy ra chính xác ở đâu, chúng tôi không thể nói hoặc dự đoán trước. Theo ông Antonov, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ngày càng trở nên khó lường. Ông Antonov cho biết thêm, không có gì đảm bảo rằng toàn bộ thế giới sẽ không thay đổi vào ngày mai khi bạn và tôi thức dậy rất khó để nói Mỹ sẽ hành xử như thế nào trong tình huống này. Do đó, Nga phải hành động quyết đoán, tăng cường tiềm lực công nghiệp, quân sự, vì chỉ có quân đội mới có thể bảo vệ đất nước của chúng ta. Đại sứ Antonov cho rằng, việc đối thoại nghiêm túc với Washington chỉ có thể khả thi nếu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch với Nga, bao gồm việc hỗ trợ Ukraine và thực thi các lệnh trừng phạt Moscow. Về phần mình, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về việc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp trong cuộc đột kích vào vùng Kursk của Nga rằng chính sách của chúng tôi cho phép Ukraine tiến hành phản công để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga qua khu vực biên giới đó. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk xác nhận không quân Ukraine đã dùng bom lượn GBU-39 của Mỹ để tập kích cầu phao ở Kursk. Trước đó, lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Ukraine cũng xác nhận đã phá hủy các cây cầu ở Kursk bằng vũ khí do Mỹ sản xuất trong đó có hệ thống tên lửa HIMARS. Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây 3 năm. AP dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết, Mỹ có thể công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 125 triệu đô la Mỹ. Theo nguồn tin, gói viện trợ này bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược cho hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS, vũ khí chống tăng Javelin, hệ thống và thiết bị chống máy bay không người lái và tác chiến điện tử, cũng như đạn pháo 155mm và 105 mm. Theo giáo sư Stefan Hetland, giám đốc trung tâm nghiên cứu Nga và Á Âu thuộc Đại học Uppsala Thụy Điển, tuyến đường biển phía Bắc NSR đang thu hút chú ý toàn cầu do biến đổi khí hậu và các lợi ích chiến lược tiềm năng. Từ lâu, NSR bị coi là một tuyến đường không khả thi do lớp băng dày ở Bắc Băng Dương. Tuy nhiên, khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này đang dần trở thành một lựa chọn quan trọng để vận chuyển hàng hóa từ châu Âu đến châu Á Thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến ngành vận tải biển mà còn có tác động sâu rộng đến chính trị và kinh tế toàn cầu. Đầu tiên, biến đổi khí hậu đang làm giảm lớp băng biển ở Bắc Cực, mở ra cơ hội mới cho tuyến đường biển phía Bắc. Trước đây, lớp băng dày và các dãy núi không thể đi qua đã khiến việc vận chuyển qua NSR trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, tình trạng tan chảy của lớp băng đã làm giảm đáng kể khoảng cách và thời gian vận chuyển giữa châu Âu và châu Á. Theo số liệu khoảng cách từ Rotterdam, Hà Lan đến Yokohama, Nhật Bản qua tuyến kênh đào Suez là khoảng 21.500 km, trong khi qua NSR chỉ còn 11.900 km. Thời gian đi qua tuyến đường biển phía Bắc giảm gần một nửa, làm tăng sự hấp dẫn. Sự chuyển hướng này không chỉ được thúc đẩy bởi lợi ích thương mại mà còn bởi các yếu tố địa chính trị. Những cuộc tấn công bằng tên lửa ở Biển Đỏ là lời nhắc nhở rõ ràng về tính dễ bị tổn thương của hoạt động vận chuyển thương mại các điểm nghẽn giao thông như kênh đào Suez và eo biển Hormuz đã cho thấy sự tác động lớn của các tuyến đường vận chuyển chính. Sự tắc nghẽn tại kênh đào Suez vào tháng 3 năm 2021 khi một tàu container mắc cạn và chặn toàn bộ tuyến đường trong 6 ngày đã nhấn mạnh sự phụ thuộc của thương mại toàn cầu vào các tuyến đường này. Các mối đe dọa từ cướp biển và khủng bố ở các điểm nghẽn khác như eo biển Bab el-Mandeb cũng làm nổi bật rủi ro trong việc vận chuyển hàng hóa. Lý do thứ hai khiến tuyến đường biển phía Bắc thu hút chú ý xuất phát từ tác động của cuộc xung đột ở Ukraine. Trước khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022, Nga và Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào phát triển NSR. Nga đã xây dựng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu chở hàng có thân tàu được gia cố để có thể đi qua băng. Sự đầu tư này phản ánh trong việc tăng nhanh lưu lượng giao thông qua NSR. Từ năm 2015, lưu lượng hàng hóa đã bắt đầu tăng đột biến, đạt 34 triệu tấn vào năm 2022, bất chấp những thách thức về địa chính trị. Chính phủ Nga đã ký một kế hoạch phát triển toàn diện trị giá 29 tỷ đô la Mỹ cho NSR với mục tiêu đạt 240 triệu tấn hàng hóa vào năm 2035. Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm thay đổi động lực của NSR khi các công ty phương Tây rút lui, ngành vận tải biển đã chứng kiến sự phục hồi nhờ vào tăng cường vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này. Nga đã chứng kiến gia tăng xuất khẩu dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng LNG qua NSR với tổng khối lượng hàng hóa đạt kỷ lục 36 triệu tấn vào năm 2023. Sự phục hồi này cho thấy NSR không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải của Nga mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho châu Âu và châu Á. Mặc dù NSR có nhiều lợi ích nhưng cũng đối mặt với một số thách thức đáng kể, ví dụ thời tiết Bắc Cực vẫn rất khó dự đoán khiến cho việc vận chuyển hàng hóa dựa trên lịch trình cụ thể trở nên khó khăn. Nhìn về tương lai, hai kịch bản chính xuất hiện với các hàm ý địa chính trị khác nhau. Kịch bản thứ nhất cho rằng xung đột ở Ukraina sẽ sớm được giải quyết và lợi ích thương mại của NSR sẽ tiếp tục phát triển. Điều này sẽ thúc đẩy phát triển của các dự án năng lượng của Nga ở Bắc Cực và khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và hậu cần. Kịch bản thứ hai dựa trên giả định cuộc xung đột vẫn kéo dài vô thời hạn. Điều này có thể dẫn đến tăng cường liên minh giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời có thể dẫn đến thiết lập lại các quy tắc hàng hải toàn cầu. Trong những ngày gần đây, hoạt động của máy bay trinh sát Mỹ ở khu vực Biển Đen và bán đảo Crimea gia tăng đáng kể. Thông tin từ Dịch vụ Kiểm soát Không lưu Flyrada 24, ít nhất 3 máy bay trinh sát của Mỹ đã xuất hiện tại khu vực này. Các máy bay này cũng được xác định đã bay qua lãnh thổ Rumani Moldova, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ba chiếc máy bay được nhắc tới là Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joy và Boeing P-8A Poseidon. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay trinh sát Miss xuất hiện ở Biển Đen. Hồi tháng 6, theo dữ liệu từ Flyradar24, trang web theo dõi chuyển động của máy bay và các vật thể trên không cho biết máy bay trinh sát không người lái UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã xuất hiện trên biển đen với tổng thời gian nhiều gấp 2 lần so với bình thường. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định sự gia tăng thời gian bay trên biển đen cho thấy UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã không thể thu thập và truyền dữ liệu thông tin cần thiết trong thời gian ngắn. Nguyên nhân có thể là do hoạt động hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử EVK của Nga đã gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát của RQ-4B Global Hawk buộc những chiếc UAV này phải kéo dài thời gian hoạt động trên biển đen. Được biết, Flyradar 24 đưa tin một máy bay trinh sát không người lái Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Mỹ có số đuôi 10-2045 ký hiệu Ft-12 đã cất cánh từ sân bay Catania trên đảo Sicily của Ý, sau đó bay qua không phận của Hy Lạp và Bulgaria đến Biển Đen. Chuyến bay của UAV RQ-4B Global Hawk này được hơn 5.000 người dùng theo dõi trước khi biến mất trên màn hình. Việc máy bay không người lái UAV trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ liên tục xuất hiện gần bán đảo Crimea có thể nhằm mục đích kiểm tra hệ thống phòng không của Nga. Đây là nhận định của nhà phân tích quân sự Dmitry Drozdenko với hãng tin Sputnik. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Theo ông Drozdenko, UAV Mỹ đã tắt bộ thu phát tín hiệu dẫn đến việc UAV tạm thời biến mất khỏi trang web theo dõi Flyradar24. Cũng theo ông, UAV Global Hawk đã thay đổi lộ trình có thể cho thấy nỗ lực thách thức của UAV Mỹ nhằm phát hiện các hệ thống phòng không của Nga trong khu vực, từ đó giúp quân đội Ukraine xác định vị trí mục tiêu và triển khai tấn công. Ông Drozdenko nói thêm không có hành động nào ngăn chặn UAV Mỹ bởi nó vẫn đang hoạt động trong vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, xét theo mục đích hoạt động, UAV Mỹ có thể bị bắn hạ. Uajon mới đây cho biết, Inflatech, công ty chuyên sản xuất vũ khí mồi nhử của Séc và từng cung cấp cho quân đội Ukraine, đang trưng bày sản phẩm mô hình bơm hơi của tiêm kích F-16 tại triển lãm quốc phòng Industry Days ở Đan Mạch. Đây là sự kiện được tổ chức bởi tổ chức hậu cần và mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Đan Mạch. Mô hình bơm hơi này có kích thước tương tự chiến đấu cơ F-16 thật, được sơn màu xám, có kính buồng lái trong suốt và một thùng dầu phụ. Điểm đáng chú ý là phần đuôi có in phù hiệu của không quân Ukraine, cho thấy đây là sản phẩm được thiết kế dành cho Kiev. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mẫu vũ khí mồi nhử này có được cung cấp cho Ukraine hay không, hay việc in phù hiệu chỉ là cách để nhà sản xuất thu hút sự quan tâm cho sản phẩm. Vũ khí mồi nhử dạng bơm hơi đã được cả Nga và Ukraine sử dụng nhiều lần từ đầu xung đột. Đây là chiến thuật có từ thời Thế chiến 2 nhằm thu hút hỏa lực và gây lãng phí tài nguyên quân sự của đối phương. Công ty Inflatech hồi tháng 3 cho biết, hoạt động kinh doanh của họ đã tăng 30% trong năm ngoái. Công ty này sản xuất hơn 30 loại mùa nhử quân sự bơm hơi, có kích thước thật. Giám đốc điều hành của công ty Inflatech, Vostek Presser, nói với hãng tin AP rằng ông hy vọng tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục ở mức hai con số trong ít nhất từ 3 đến 5 năm nữa. Ông Presser từ chối bình luận về việc liệu vũ khí mồi nhử của công ty có đang được lực lượng Ukraine sử dụng hay không. Tuy nhiên, ông nói, tôi có thể tưởng tượng rằng nếu chúng tôi muốn hỗ trợ một quốc gia đối tác đang gặp khó khăn, chúng tôi sẽ gửi cho họ những mồi nhử bơm hơi. Họ đã có chúng, và nếu chưa thì chắc chắn họ cũng sẽ có chúng. Inflatex sử dụng các vật liệu nhẹ, chẳng hạn như tơ nhân tạo để sản xuất mồi nhử. Kết quả là một chiếc xe tăng giả có thể nặng tới 100kg. Cần khoảng 4 người để vận hành vũ khí mồi nhử và cần 10 phút để mở và thổi phồng nó. Theo công ty Inflatex, xe tăng, xe bọc thép và máy bay chiến đấu giả được sử dụng để đánh lừa kẻ địch trên chiến trường, để họ nhắm vào mồi nhử thay vì vũ khí thật. Ông Presser giải thích với AP, nếu tôi buộc đối phương phải phá hủy một thứ của mình bằng cách sử dụng thứ gì đó đắt gấp 4 lần, nhưng trên thực tế nó có thể đắt hơn gấp 20 lần, thì tôi là người chiến thắng về mặt kinh tế. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy máy bay không người lái Lancet của nước này phá hủy một xe tải chở súng cối của Ukraine đang di chuyển ở tỉnh Kursk. Đoạn video dài 17 giây được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cuộc tấn công chính xác của máy bay không người lái UAV Lancet đã phá hủy hoàn toàn thiết bị quân sự của lực lượng Ukraine. Ngoài ra, một chiếc xe bọc thép phía sau cũng bị hư hại. Kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hàng chục video ghi lại hình ảnh các lực lượng quân đội nước này phá hủy xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo binh và hệ thống phòng không của Ukraine. Trong số các mục tiêu của xe bọc thép Stryker, xe tăng Abrams cũng như pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp. Lancet được Nga đánh giá là một loại vũ khí lấy đi lợi thế của các loại pháo bắn và chuồn do NATO cung cấp cho Kiev, được thiết kế để khai hỏa nhanh chóng rồi di chuyển đến một khu vực khác để tránh hỏa lực của Nga. Lancet được phát triển bởi Jala Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Ivesk của Nga, nổi tiếng về máy bay không người lái và hệ thống gây nhiễu cho cả mục đích quân sự và dân sự. Jala là công ty con của tập đoàn Kalashnikov, thuộc tập đoàn quốc phòng và công nghệ khổng lồ Rostec của Nga. Lancet lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm quân sự Army năm 2019 là thiết kế máy bay không người lái mới nhất và tiên tiến nhất của Zala. Các UAV được công ty giới thiệu trước đó bao gồm máy bay không người lái trinh sát, thiết kế cánh thông thường 42120 và 42109, loại nhỏ 42104M, 42108. 42116 được cung cấp cho quân đội và các cơ quan dân sự như Bộ Tình trạng Thần cấp Nga. Công ty cũng sản xuất các trực thăng một cánh quạt và nhiều cánh quạt như Zala 42102 và 42106 được thiết kế để chụp ảnh trên không, giao hàng cũng như phát và truyền lại tín hiệu truyền hình và radio. Loại 42106 có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực. Lancet không phải là máy bay không người lái tấn công cản tử duy nhất trong kho vũ khí của Zala. Họ còn có Curve, máy bay không người lái tấn công cánh tam giác, có trọng tải 3 kg. Thời gian hoạt động tối đa là 30 phút và tốc độ từ 80 đến 130 km một Cục phó Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm AKMAT của nước này, ông Apti Alaudinov mới đây cho biết quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng Abrams của Ukraine tại vùng biên giới Kursk. Theo phía Nga, đây là một dấu mốc quan trọng vì trước đó không có thông tin nào về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng Mỹ trong các hoạt động chiến đấu. Ông Apti Alaudinov nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối phương không có hoạt động chiến đấu tích cực nào. Chúng tôi đã phá hủy khoảng 10 thiết bị, trong đó có một xe bán tải và một xe tăng Abrams của Ukraine. Theo ông Alaudinov, xe tăng M1A1 Abrams đã bị phá hủy trong một cuộc đụng độ giữa các đơn vị quân đội của Nga và Ukraine. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng thành công này là do sự phối hợp ăn ý của các lực lượng Nga và việc sử dụng các loại vũ khí hiện đại có thể chống lại công nghệ phương Tây một cách hiệu quả. Sự xuất hiện của xe tăng do Mỹ sản xuất trên chiến trường ở biên giới Nga-Ukraine cho thấy một giai đoạn mới trong quá trình gia tăng xung đột. Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại từ tiền tuyến cho thấy xe tăng Abrams M1 và xe chiến đấu Bradley bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khí tài do Mỹ sản xuất đã bị đạn pháo và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga tấn công. Xe tăng Abrams đã bị vô hiệu hóa do đạn pháo dẫn đường Krasnopol. Đoạn video được tải lên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga dường như cho thấy khoảnh khắc xe tăng do Mỹ sản xuất bị tấn công khiến binh sĩ Ukraine chạy khỏi phương tiện này xe tăng Abrams sau đó bị các máy bay không người lái chứa đầy chất nổ phá hủy. M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ dòng xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ. Phương tiện này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 67 km/h, tầm hoạt động 465 km. Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120 mm. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2 được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương. Ngoài pháo chính là M256, xe tăng này còn trang bị một số vũ khí khác gồm súng máy M240 7,62 mm đồng trục một súng máy 7,62mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy Browning M250 12,7mm do chỉ huy vận hành. Trang Mil.in.ua cho hay, căn cứ không quân Marinovka nằm ở tỉnh Volgograd của Nga vào dạng sáng 22 tháng 8 đã hứng chịu cuộc tấn công do quân đội Ukraine thực hiện. Hỏa hoạn gây ra bởi các UAV đã xảy ra tại bốn khu vực bên trong căn cứ này, gồm khu vực bảo trì và một số nhà kho. Mil.in.ua sau đó trích dẫn một số bức ảnh vệ tinh chụp tình trạng căn cứ không quân Marinovka sáng 22 tháng 8. Thông qua các bức ảnh vệ tinh có thể thấy, cuộc tấn công bởi UAV Ukraine đã khiến cơ sở hạ tầng tại đây hư hại nặng. Thống đốc tỉnh Volgograd Andrei Bocharov trong thông cáo đăng trên Telegram cùng ngày xác nhận, phía Ukraine đã tiến hành tấn công UAV vào tỉnh này. Ông Bocharov viết, các hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công UAV tại khu vực làng Marinovka. Tuy nhiên, một số UAV đã rơi xuống cơ sở quân sự gần đó và gây hỏa hoạn. Cách đây ít ngày, Ukraine cũng vừa thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Moscow và các vùng lân cận. Trang tin Warzone dẫn lời ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tiết lộ, lực lượng Ukraine đã tấn công một trung tâm liên lạc vô tuyến sân bay Ostafievo ở Moscow, căn cứ không quân Milanovo ở tỉnh Rostov. Ông Budanov không nêu vị trí cụ thể của trung tâm liên lạc vô tuyến Nga bị đưa vào tầm ngắm. Cuộc tập kích có sự tham gia của khoảng 50 UAV. Theo thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin, đây là một trong những cuộc tập kích UAV nhằm vào Moscow lớn nhất từ trước đến nay. Ông nói thêm rằng các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy 11 UAV trong số đó khi chúng đang trong khung phận Podolsk thành phố cách điện Kremlin khoảng 38 km về phía nam. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không của họ cũng đã phá hủy 23 UAV trên vùng biên giới Bryansk, 6 chiếc tại khu vực Belgorod, 3 chiếc trên vùng Kaluga giáp với Moscow ở phía đông bắc và 2 chiếc trên vùng Kursk. Dữ liệu của NASA cho thấy không ghi nhận hỏa hoạn ở cả sân bay Ostafievo và căn cứ không quân Milerovo. Gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích vào các căn cứ không quân của Nga nhằm phá hủy phi đội máy bay chiến đấu máy bay ném bom mà Moscow dùng để thực hiện các vụ tấn công vào Ukraine. Trong khi đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB ngày 22 tháng 8 cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng làm việc cho tình báo Ukraine nhằm lên kế hoạch theo dõi và phá hoại cơ sở hạ tầng ở bán đảo Crimea. Thông cáo của FSB viết, đối tượng đầu tiên bị bắt giữ là một nhân viên thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine GUR, sinh năm 1965, mang quốc tịch Nga. Người này được phía Kiev huấn luyện sử dụng mìn và chất nổ. Trong quá trình khám xét, chúng tôi tìm thấy một thiết bị nổ bên trong phương tiện di chuyển của anh ta. Thông cáo viết thêm, hai đối tượng còn lại, công dân Moldova sinh năm 1992 và công dân Nga sinh năm 1973, lần lượt lên kế hoạch lắp thiết bị nổ tự chế vào nhà máy cung cấp nước ở thành phố Kerch và thu thập thông tin về các cơ sở quân sự Nga trên bán đảo Crimea. Theo nhà phân tích Marcin Andrzej Piotrowski tại Viện Vấn đề Quốc tế Ba Lan PISM. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã đối mặt với một thách thức lớn là bảo vệ không phận và cơ sở hạ tầng của mình trước các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Mặc dù Ukraine đã đạt được một số thành công trong việc hạn chế lợi thế quân sự của Nga nhờ vào sự hỗ trợ từ các nước NATO, nhưng cuộc xung đột vẫn tiếp tục khốc liệt và đòi hỏi Kiev phải đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không. Nga đã sử dụng hàng nghìn vũ khí tấn công bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái UAV nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng và những mục tiêu quan trọng khác của Ukraine. Theo ước tính, Nga đã sử dụng từ 8.000 đến 10.000 vũ khí tấn công Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Dữ liệu từ Ukraine cho thấy, Nga đã triển khai hơn 6.000 UAV Sahet 131-136. Các hệ thống phòng thủ của Ukraine hiện tại chưa đủ để đối phó hiệu quả với sự gia tăng này. Các hệ thống phòng không hiện tại của Ukraine chủ yếu là những công nghệ hậu Xô Viết như S-300P. Nhưng số lượng và hiệu quả của các hệ thống này đã giảm nghiêm trọng. Ukraine đã mất khoảng 80 hệ thống S-300P và gần hết số tên lửa S-300 dự trữ. Dù vậy, sự hỗ trợ từ các nước NATO như việc cung cấp hệ thống Patriot đã phần nào cải thiện tình hình, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng cần được khắc phục. Mặc dù đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ hệ thống phòng không của Ukraine, Nga vẫn không ngừng cải thiện chiến thuật tấn công của mình. Từ cuối năm 2023, Nga đã chuyển sang sử dụng các bom lượn và tên lửa hành trình mới, giúp tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa hơn và tăng cường hiệu quả tấn công. Nga cũng đang tìm cách tăng cường sản xuất tên lửa và UAV để duy trì áp lực quân sự. Nga đã phải tăng cường sản xuất tên lửa và UAV, trong khi việc sử dụng các UAV ngày càng nhiều cho thấy Nga đang cố gắng khai thác các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine nhằm làm cạn kiệt các nguồn lực và gây khó khăn cho việc duy trì hệ thống phòng thủ hiệu quả. Với sự gia tăng đáng kể trong các cuộc tấn công từ Nga, Ukraine cần một hệ thống phòng không và chống tên lửa mới, hiệu quả hơn. Hệ thống hiện tại của Ukraine đã cho thấy rõ những hạn chế khi đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn. Sự hiện diện của các hệ thống phòng không tiên tiến hơn như Patriot, Nasames và iris -T đang cải thiện khả năng phòng thủ, nhưng vẫn còn thiếu hụt về số lượng và phạm vi bảo vệ. Vì vậy, theo ông Piotrowski, Ukraine cần một hệ thống phòng không đa lớp theo tiêu chuẩn của NATO để có thể chống lại các cuộc tấn công từ cả trên không và từ tên lửa các hệ thống phòng không như Patriot và Shamte cần được tăng cường và cần phát triển thêm các hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn. Các hệ thống mới như NASAMS và IRIS-T sẽ giúp bảo vệ các mục tiêu quan trọng, nhưng cũng cần phải có một hệ thống tích hợp và nhiều lớp hơn để tăng cường hiệu quả phòng thủ. Trước bối cảnh trên, hỗ trợ từ NATO là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, việc cung cấp các hệ thống phòng không như Patriot không phải lúc nào cũng diễn ra nhanh chóng và đủ số lượng. Để đảm bảo một hệ thống phòng không hiệu quả, cần phải phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nước NATO trong sản xuất và cung cấp tên lửa phòng không, cũng như nâng cấp và bảo trì các hệ thống hiện có. Hơn nữa, việc thay thế các hệ thống phòng không hậu Xô Viết bằng các hệ thống của NATO cũng đòi hỏi đầu tư lớn về tài chính và kỹ thuật. Ukraine sẽ cần một kế hoạch dài hạn để xây dựng một hệ thống phòng thủ tích hợp và đa lớp, đồng thời duy trì và nâng cấp các hệ thống hiện có. Chính quyền Palestine cảnh báo Israel sẽ sớm tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn tại khu vực Bờ Tây. Thông tin này được bộ trưởng Riyad Al-Maliki, cố vấn đặc biệt của tổng thống Mahmoud Abbas tiết lộ. Ông Al-Maliki nhấn mạnh quân đội Israel đang tăng cường hiện diện ở Bờ Tây, đồng thời số vụ tấn công vào các thành phố, làng mạc và trại tị nạn trong khu vực đang tăng lên gấp 2, 3 hoặc thậm chí 4 lần mỗi ngày. Mặc dù vậy, ông Al-Maliki khẳng định Palestine đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống này. Ông Al Maliki tuyên bố, người dân chúng tôi sẽ kháng cự, họ sẽ ở lại và cố gắng đấu tranh vì sự hiện diện, vì sự tồn tại của mình trên mảnh đất Palestine. Cách đây ít hôm, hai nhân vật cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Israel vào thành phố Jenin ở bờ Tây. Theo tờ Times of Israel, trong một tuyên bố chung, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Sinbad cho hay hai nhân vật cấp cao của Hamas thiệt mạng trong chiếc ô tô đang di chuyển ở thành phố Jenin là Ahmed Abu Ara đến từ Akaba và Rafat Dawasi đến từ Silat Anharithia. Hai người này bị cáo buộc liên quan tới việc lập kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng súng ở thung lũng Jordani vào tuần trước. Cũng theo IDF và Sinbad, Abu Ara trước đây từng tham gia vào các cuộc tấn công khác và đóng vai trò sản xuất thiết bị nổ cho nhóm Hamas. Trong khi đó, Dawasi là thành viên cấp cao của mạng lưới Hamas ở Jenin. Hamas sau đó đã lên tiếng xác nhận hai nhân vật trên là thành viên của nhóm và cho biết Dawasi là chỉ huy của cánh Jenin, còn Abu Ara là đặc vụ cấp cao. Cũng theo Hamas, hai người này từng tham gia lập kế hoạch và tiến hành hàng loạt vụ tấn công. Kể từ tháng 10 năm 2023, IDF đã thực hiện hơn 60 cuộc không kích ở bờ Tây sử dụng UAV trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu. Cùng thời gian, quân đội Israel đã bắt giữ khoảng 4.850 người Palestine bị truy nã khắp bờ Tây. Trong đó có hơn 1.960 người bị cáo buộc có liên hệ với nhóm Hamas. Israel chiếm giữ bờ Tây, đông Jerusalem và giải Gaza trong chiến tranh Ả Rập Israel năm 1967. Theo luật pháp quốc tế, việc Israel lập khu định cư ở những vùng lãnh thổ của người Palestine là bất hợp pháp. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp bờ Tây những thập kỷ gần đây. Đây là nơi sinh sống của hơn 490.000 người Israel cùng khoảng 3 triệu người Palestine. Một phần bờ Tây đang được chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu kiểm soát và đảm bảo an ninh. Theo hãng tin DVK của Đức, gần đây đã có thông tin về các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Qatar làm trung gian. The Washington Post cơ quan truyền thông đầu tiên đăng tải thông tin này nhận định đàm phán do Qatar làm trung gian có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn một phần và mang lại sự kiềm chế cho cả hai nước. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ vì quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh Kursk của Nga. Dù vậy, tin tức về cuộc đàm phán có thể được coi là một thắng lợi cho Qatar, quốc gia có diện tích nhỏ và dầu khí đốt ở vùng vịnh. Đây không phải là lần đầu tiên Qatar tham gia vào vai trò trung gian hòa giải các cuộc xung đột bên ngoài Trung Đông Qatar đã giúp thực hiện các thỏa thuận trả tự do cho những công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran, Afghanistan và Venezuela, cũng như trao trả trẻ em Ukraine về với gia đình sau khi di rời do xung đột với Nga. Nhà nghiên cứu cấp cao Busco Oselic tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh nói với DW Việc Qatar nổi lên như một trung gian hòa giải chủ chốt đã nâng cao vị thế ngoại giao của nước này, đưa Qatar trở thành một nước có vai trò quan trọng trên trường thế giới. Vai trò mới giúp tăng cường ảnh hưởng của Doha và định vị nước này như một đối tác vì hòa bình, không thể thiếu trong cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, vai trò nhà trung gian hòa giải có thể giúp Qatar tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao với các nước. Trong xung đột Israel-Hamas, giới chuyên gia nhận định rằng Qatar chính là bên nắm giữ chìa khóa của cuộc khủng hoảng. Với Hamas, tiếng nói của Qatar được đánh giá là có giá trị, khi nhóm này từ năm 2012 đến nay vẫn duy trì một văn phòng chính trị ở Doha. Qatar cũng là nơi nương náu của thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh và cựu lãnh đạo Hamas, Khaled Masan. Theo trang Foreign Policy, Hamas nợ Qatar không chỉ vì đã cung cấp nơi ẩn náu cho các nhà lãnh đạo, cung cấp căn cứ để nhóm này liên lạc với các nhà tài trợ nước ngoài, mà còn vì hàng triệu đô la Mỹ mà Doha viện trợ nhân đạo cho dân thường trên giải Gaza mỗi năm. Mối quan hệ của Qatar với Hamas là một phần quan trọng của chiến lược hòa giải. Đó là cơ sở để Qatar có vị thế độc quyền trong cuộc xung đột. Vì nước này có thể nói chuyện với cả hai bên theo cách mà không nước nào trên thế giới có thể làm được. Phó giáo sư Andreas Grieg tại Đại học King College London của Anh nhận xét. Đối với Israel, Qatar là một trong những quốc gia Ả Rập đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 1996, phá vỡ điều cấm kỵ lâu đời trong khu vực. Tuy nhiên, việc trở thành nhà trung gian hòa giải xung đột cũng mang lại rắc rối cho Qatar. Các chính trị gia Israel đã cáo buộc Qatar tài trợ cho khủng bố. Trong khi đó, các chính trị gia Mỹ kêu gọi đánh giá lại mối quan hệ với Qatar nếu Qatar không gây thêm áp lực lên Hamas. Về phần mình, Qatar đã bác bỏ cáo buộc, đồng thời nói rằng họ không có quyền lực đối với Hamas. Các chuyên gia nhận định, thế giới cần Qatar đảm nhận vai trò trung gian hòa giải trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas gia tăng. Ông Rabi El giám đốc bộ phận ngoại giao đa phương tại Viện đào tạo và nghiên cứu liên hợp quốc ở Thụy Sĩ nhận định: "Chúng ta cần có các bên tạo điều kiện cho những bên đang xung đột trao đổi với nhau và giải quyết những khác biệt của họ thông qua đàm phán, ngoại giao và theo luật pháp quốc tế." bộ chỉ huy chiến dịch aspit của liên minh châu âu eu mới đây cho biết đã triển khai một hộ vệ hạm pháp tiếp cận tàu dầu sonian trên biển đỏ sau khi phương tiện này bị tập kích và chết máy trôi giạt trên biển khi tới nơi hộ vệ hạm pháp phát hiện một xuồng không người lái chuẩn bị gây ra mối nguy hiểm cho tàu và thủy thủ đoàn nên đã khai hỏa để đánh chặn và bắn nổ chiến hạm pháp sau đó giải cứu toàn bộ thủy thủ tàu sonian và đưa họ tới djibouti Bộ Chỉ huy Lực lượng Pháp tại khu vực công bố ảnh hộ vệ hạm nước này nã đạn vào xuồng cảm tử trở đầy thuốc nổ, song không cáo buộc bên nào chịu trách nhiệm trong vụ tấn công. Chiến dịch giải cứu diễn ra sau khi tàu Sonian bị tập kích. Theo đó, trong hành trình chở dầu thô từ cảng Baksa phía nam Iraq đến một địa điểm không được tiết lộ, tàu Sonian bị tấn công cách cảng Hodeida của Yemen khoảng 77 hải lý về phía tây. Cảng Hodeida là một cảng do nhóm Houthi kiểm soát. Tàu Sonian là tàu có cỡ Suezmax, loại tàu chở dầu có kích thước trung bình. Tàu Sonian khả năng chở khoảng 1 triệu thùng dầu và là loại tàu lớn nhất có khả năng hoạt động trên kênh đào Suez khi chất đầy hàng. Theo báo cáo của cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO, đội an ninh trên tàu Sonian ban đầu đã có một cuộc đấu súng với nhiều người đàn ông có vũ trang trên hai chiếc tàu nhỏ vào khoảng thời gian trước. Sau đó, tàu Sonian bị bắn trúng hai quả đạn pháo và hứng chịu thêm một cuộc tấn công nữa tàu Sonian là con tàu thứ ba do Delta Tanker vận hành bị nhóm Houthi nhắm đến. Vào đầu tháng 8, nhóm này đã tấn công tàu Delta Atlantica mang tờ Liberi cùng tàu Delta Blue trong một cuộc tấn công khác. Kênh truyền hình al Masira TV của Houthi dẫn tuyên bố từ người phát ngôn quân sự Jahia Sare khẳng định chúng tôi, tức là Houthi, đã tiến hành hai hoạt động quân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong đó hoạt động đầu tiên nhằm vào tàu chở dầu MV Sonian và hoạt động còn lại nhằm vào tàu SW Nordwind 1 do các công ty điều hành hai con tàu này giao dịch với Israel. Mục đích của Houthi khi thực hiện hai vụ tấn công là để ủng hộ người Palestine ở Gaza và đáp trả hành động gây hấn của Mỹ, Anh đối với đất nước chúng tôi. Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO, MV Sonian là tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp, còn SW Nordwind 1 là tàu thương mại treo cờ Panama. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng. Hầu thi tuyên bố nhắm mục tiêu vào tàu thuyền có liên quan đến Israel kể từ tháng 11 năm 2023 để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Tuyên bố sẽ gia tăng những cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng các hoạt động quân sự ở giải đất này.